Câu hỏi Bạn gọi một cuốn sách thiếu hàng trăm câu thơ được bảo tồn hoàn hảo là gì? Đó là câu trả lời tôi nhận được từ những người bạn Hồi giáo của mình. Hôm qua chúng ta đọc một đoạn trong Kita Fadayan Quran, trong đó Ibn Uma, một trong những người bạn đồng hành của Muhammad, thừa nhận rằng phần lớn kinh Quran đã bị thất lạc. Ibn Uma tuyên bố với người Hồi giáo Đừng ai trong số các bạn nói rằng tôi đã học được toàn bộ kinh cô vì làm sao anh ta biết được toàn bộ nó là gì khi phần lớn nó đã biến mất. Đúng hơn là hãy để anh ấy nói rằng tôi đã học được mức độ cũ của nó. Tức là tôi chỉ biết được những gì còn sót lại. Sau đó, Abu Ubay tiếp tục đưa ra một loạt ví dụ về những câu thơ bị thiếu, những đoạn văn bị thiếu và những chương bị thiếu. Hãy cùng đọc thế hệ người Hồi giáo đầu tiên nói gì về việc bảo tồn hoàn hảo Surah. 33 trong kinh Koran yếm Abi Mariam liên quan đến chúng tôi từ yếm Luhaia, từ Abu l awad từ Uwa b AZ yubai từ Aisha, người đã nói Surat An Ajab. Surah 33 từng được đọc vào thời nhà tiên tri với 200 câu thơ, nhưng khi Uthman viết ra các bộ luật, ông không thể thu thập được nhiều hơn những gì có trong đó ngày nay. Vì vậy, theo vợ của Mohammed, Aisha mẹ của Sura trung thành thì 33 câu đã từng được đọc với 200 câu thơ. Nhưng khi Khalid Uthman quyết định phân phát một số bản sao bằng văn bản của Kinh Cô người Hội giáo chỉ có thể tìm thấy những gì có trong chương ngày nay. Sura thứ 33 trong Kinh Cô An mà chúng ta có ngày nay có 73 câu. Bây giờ nếu Sura 33 ban đầu chứa 200 câu thơ, nhưng trong Kinh Quran An ngày nay nó chỉ chứa 73 câu thì có bao nhiêu câu bị thiếu trong Surah 33? Theo Aisha, 127 câu thơ bị thiếu trong Surah 33 của Kinh Qua được bảo tồn một cách hoàn hảo và kỳ diệu. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn vì Aisha dường như đã làm tròn số khi nói rằng Surah 33 từng chứa 200 câu thơ. Ismail B. Ibrahim và Ismail B. Gia liên quan đến chúng tôi từ Mubak B. Fadala, từ Abin Nuyuk, từ Dơ B. người đã nói, Ubay B. Kaber đã nói với tôi, có bao nhiêu câu thơ bạn đã đến hay bạn đã đọc bao nhiêu câu thơ? Surat An Ajak 72 hoặc 73 tôi đã trả lời, anh ấy nói. Tuy nhiên, nó từng ngang bằng với Sua An Baka, 2, và chúng tôi thường đọc trong đó câu thơ ném đá đã nói tôi, và câu thơ ném đá là gì? Ông nói nếu một người đàn ông và một người phụ nữ trưởng thành phạm tội ngoại tình, hãy ném đá họ ngay lập tức như một lời cảnh báo từ Allah, vì Allah rất khôn ngoan. Theo Uba yếm các sura, 33 từng dài bằng sura 2. Nhưng Uba Ibn Kap là ai mà chúng ta nên lắng nghe anh ấy? Uba không phải là một Sababi bình thường. Anh ấy là Ari của Kinh Koran. Anh ấy là chủ nhân. Uba là bậc thầy về Kinh Koran. Và Uba nói rằng Sura 33 từng dài bằng Sura 2. Sura 2 của Kinh Koran dài 286 câu. Bây giờ, Sura 33 từng chứa khoảng 286 câu, nhưng bây giờ nó chỉ chứa 73 câu. Chúng ta có thể nói rằng theo bậc thầy Uba ibn Khat, hơn 200 câu thơ đã bị thất lạc trong một chương duy nhất của Kinh Qur'an. những người bạn Hồi giáo của chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Ồ, hơn 200 câu thơ đó đều bị bãi bỏ. Bạn có nhận thấy rằng Kinh Quơ An có tất cả các đặc điểm của một cuốn sách đã bị thay đổi và làm sai lệch, nhưng người Hồi giáo lại tạo ra lý do cho tất cả những thay đổi và hư hỏng đó, rồi nói rằng nó được bảo tồn một cách hoàn hảo. Kinh Quơ An chúng ta có ngày nay thiếu toàn bộ chương và hàng trăm câu thơ. Tại à, sao vậy? Ồ, vì những chương và câu còn thiếu đã được bãi bỏ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Kinh Quê An chúng ta có ngày nay chứa đựng những điều còn thiếu trong các Kinh Quê An trước đó? Ví dụ, người bạn đồng hành của Mohammad Ibn Masud chỉ có 111 chương trong Kinh Quê An. Anh ấy nói rằng ba chương trong Kinh Quê An ngày nay lẽ ra không có trong đó. Vậy điều gì xảy ra khi mọi thứ được thêm vào? Ồ, Bất cứ ai bỏ sót điều gì đó trong kinh Quê An ngày nay đều đã mắc sai lầm, Ibn Masud đã sai. Chà, dạ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt hai kinh Quê An ngày nay cạnh nhau và thấy rằng có những từ tiếng Ả Rập khác nhau với ý nghĩa tiếng Ả Rập khác nhau? Ồ, đó là vì kinh Quê An được tiết lộ theo nhiều cách khác nhau, nhưng những cách đọc khác nhau này bổ sung cho nhau. Tiên bản khác nhau là từ Allah. Hãy chú ý những gì người Hồi giáo đang nói. Họ nói rằng Kinh Cô có tất cả những đặc điểm của một cuốn sách đã bị thay đổi và hư hỏng, tuy nhiên nó vẫn được Thượng Đế a la Vĩ Đại bảo tồn một cách kỳ diệu. Nhưng điều này đặt ra một câu hỏi rõ ràng. Nếu việc bảo tồn Kinh Cô là một phép lạ, tuy nhiên Kinh Cô An có tất cả các đặc điểm của một cuốn sách đã bị thay đổi và làm sai lệch, thì làm sao chúng ta có thể xác định được phép lạ? Điều kỳ diệu ở đây là gì? những người bạn hồi giáo của chúng tôi nói rằng kinh quơ an khác với những cuốn sách khác nó được bảo tồn một cách hoàn hảo tuy nhiên kinh quơ an có tất cả các đặc điểm của tất cả các cuốn sách khác đã bị thay đổi và làm sai lệch thêm những thứ bị lấy đi các từ khác nhau trong các phiên bản khác nhau nếu đây là một phép lạ đó là phép lạ ngu ngốc nhất từ trước đến nay bạn người hồi giáo đang nói với chúng ta rằng ala đã nói bạn biết không tôi sẽ thực hiện một phép lạ Tôi sẽ làm cho kinh quê an trông giống hệt như đã bị thay đổi và hư hỏng, mặc dù nó được bảo quản hoàn hảo. Người Hồi giáo tuyên bố không đưa ra bằng chứng cụ thể thánh và kinh to ra đã bị thay đổi. Làm thế nào có thể sửa đổi mọi bản sao trên toàn cầu một cách thống nhất? Bạn có gặp bất kỳ dữ liệu lịch sử nào chứng minh quá trình này không? Tôi nghi ngờ bạn chưa gặp phải bất kỳ bằng chứng nào như vậy. Tuy nhiên, Quơ An và Hadith cùng với việc so sánh bản thảo rõ những thay đổi trong kinh Quơ An. Hiện tại, có 26 phiên bản riêng biệt của Kinh Quơ An đang được sử dụng trên toàn cầu, một thực tế mà nhiều người từ chối thừa nhận. Điều cần thiết là phải suy nghĩ chính chắn và không mù quáng chấp nhận những thông tin sai lệch đã được lan truyền về những người theo đạo cơ đốc và người Do Thái. Ra, cần lưu ý rằng sự khác biệt giữa các bản dịch phiên bản khác nhau của Kinh Quơ An và văn bản gốc tiếng Ả Rập cũng là một hình thức làm sai lệch cuốn sách của bạn. Chọn tin ai cuối cùng là tùy thuộc vào bạn.